Hòa chung không khí rộng ràng của buổi lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Để những hệ thống bán lẻ di động Việt đã có mặt để gửi những phần học bổng khuyến học trực tiếp để các em học sinh tiếp theo động lực cho các em bước vào năm học mới. Đại diện hệ thống di động Việt đã tham dự buổi lễ khai giảng của trường Trung học phổ thông Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, sau quá trình làm việc với ban lãnh đạo nhà trường di động việt đã trực tiếp trao những suất học bổng dành cho học sinh có thành tích học tập tốt trong năm qua cũng như những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng để có thể tiếp tục đến trường ngoài hoạt động trao học bổng thăm hỏi các hoàn cảnh học sinh khó khăn di động việt cũng gửi đến tất cả các em học sinh những phần quà nhỏ là voucher mua các sản phẩm thiết bị di động phục vụ cho học tập và giải trí đặc biệt hệ thống cho biết các em học sinh sẽ được áp dụng cùng lúc voucher và chương trình back to cools để hỗ trợ phụ huynh tối ưu hóa chi phí sau buổi lễ khai giảng đại diện di động việt cũng đến tận nhà để thăm hỏi gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trò chuyện với gia đình các em và gửi những phần học bổng hỗ trợ các em một phần nhỏ học phí học tập